Kính chào quý vị đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật mới nhất của chúng tôi. Sau đây là phần tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 3 tháng 12, Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM sẽ ra phán quyết về việc xin giảm án tử hình của bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, do đã cùng với các đồng phạm gây thiệt hại hơn 673.000 tỷ đồng cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB ở giai đoạn 1. Trước đó, trong phần tranh luận, theo Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại TP.HCM, đối với hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát mà đã nộp được 3/4 tài sản, tức nộp 280.000 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, thì mới có cơ sở xem xét giảm nhẹ hình phạt tử hình trong giai đoạn thi hành án. Bị cáo Lan tự nguyện dùng nhiều tài sản để khắc phục, cho thấy bị cáo đã nỗ lực khắc phục hậu quả. Đại diện Viện Kiểm sát nêu, tuy nhiên, số tiền tham ô là quá lớn, chưa từng có trong lịch sử, hậu quả để lại không biết đến khi nào mới khắc phục, ảnh hưởng tới nhiều mặt đời sống, xã hội, nền kinh tế, thị trường tài chính, bất động sản. Từ đó, Viện Kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm đề nghị tòa phúc thẩm bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan y án tử hình về tội tham mô tài sản và 20 năm tù tội đưa hối lộ. Viện Kiểm sát còn đề nghị tòa chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Lan, giảm cho bị cáo từ 20 năm tù xuống còn từ 16 đến 18 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hình phạt chung mà bị cáo Lan bị đề nghị là án tử hình cho cả 3 tội danh. Bị cáo còn bị đề nghị bồi thường cho SCB hơn 673.000 tỷ đồng. Ngày 29 tháng 11, mạng xã hội xôn xao thông tin về việc một nữ sinh 13 tuổi bị nhóm thiếu niên vây đánh. Nạn nhân trong clip là em VNKV và sự việc đã xảy ra vào khoảng tháng 4 năm 2024. Lúc đó, em V đang học lớp 7 tại trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Tiết thuộc phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Theo clip ghi lại, em V bị một nhóm thiếu niên khoảng từ 4 đến 5 người, có cả nam và nữ kéo tóc, đấm đá túi bụi vào đầu, mặt. Địa điểm xảy ra vụ việc ở bên ngoài trường học. Mặc dù em V cầu xin, nhưng nhóm này vẫn lao vào đánh. Một số em ở ngoài thì cười đùa cổ vũ và quay clip ghi lại cảnh này. Ngay sau đó, chị TTP xác nhận đoạn video ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên đánh hội đồng một nữ sinh lan truyền trên mạng xã hội. Nạn nhân chính là con gái của chị, cháu V. Chị P cho biết, sự việc trong video xảy ra vào khoảng tháng 4 năm 2024. Lúc này, cháu V đang học lớp 7 tại trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Sau khi kết thúc năm học, cháu V đòi về quê Đồng Nai học tiếp. Thấy con mong muốn, gia đình bỏ việc ở Bình Dương chuyển về Đồng Nai sinh sống. Khoảng tháng 10 năm 2024, thấy con luôn trong tình trạng lo sợ nên gia đình nghi ngờ. Kiểm tra điện thoại của con, gia đình phát hiện video cảnh con bị đánh và những tin nhắn đe dọa và sẽ tiếp tục thực hiện hành vi bạo lực vào tháng 12 này. Theo lời kể của chị P, con gái chị quen biết nhóm bạn này từ thời còn học cùng lớp. Do hiểu lầm rằng cháu V đã nói xấu một trong số họ, nhóm bạn này đã hẹn ra đánh. Mặc dù cháu V đã nhiều lần khẳng định mình vô tội, nhưng nhóm bạn này vẫn tiếp tục hành hung. Thậm chí, nhóm này còn quay lại toàn bộ quá trình đánh và gửi cho cháu V để đe dọa. Chị P đã trình báo vụ việc với công an phường Bình Nhâm, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, nơi xảy ra sự việc. Tuy nhiên, do một số lý do cá nhân, gia đình chưa thể đưa cháu lên làm việc với cơ quan công an. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thành, sinh năm 1988, trú xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Liên quan đến vụ án, Viện Kiểm sát còn truy tố bị can Ngô Văn Quyền, sinh năm 1974, trú phường Văn Yên, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo cáo trạng, Thanh là đối tượng không nghề nghiệp, thuê nhà ở quận Long Biên, Hà Nội. Tháng 1 năm 2021, Thanh thấy chị M, sinh năm 1984, ở Vinhome Riverside, Long Biên, đăng bài tìm người giúp việc trong nhóm cư dân. Đối tượng đã sử dụng nick Thanh Vũ nhắn tin cho chị M với nội dung giới thiệu về một người phụ nữ tên Vân quê Nam Định, trước đây từng là giúp việc cho gia đình Thanh 3 năm. Tin tưởng thông tin Thanh đưa ra, chị M đồng ý nhận Vân là giúp việc. Sau đó, Thanh giả tên Vân đến nhà chị M giúp việc từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2021. Trong thời gian làm giúp việc cho nhà chị M, Thanh thấy gia chủ có điều kiện kinh tế nên tìm cách chiếm đoạt tiền.
Đối tượng bịa ra một câu chuyện không có thật để kể với chị M rằng tài khoản Facebook Thanh Vũ là con của ông chủ tịch công ty môi trường Thuận Thành, có chồng là anh hùng phi công của Vietnam Airlines và quen biết nhiều chủ đầu tư dự án nên mua được các căn hộ với giá rẻ. Quá trình Thanh làm giúp việc, chị M phát hiện Thanh trộm cắp tiền trên ban thờ nhà mình nên đã cho Thanh nghỉ làm. Sau khi nghỉ việc, Thanh thường xuyên dùng nick Thanh Vũ nhắn tin nói chuyện với chị M. Thời gian đó, Thanh lên mạng tìm các dự án bán căn hộ, rồi gửi toàn bộ thông tin cho chị M. Đối tượng đã đặt vấn đề hỏi chị M nếu muốn mua các căn hộ trong dự án sẽ mua giúp với giá ưu đãi, rẻ hơn nhiều so với giá thị trường. Do tin tưởng thông tin Thanh đưa ra, chị M đã đồng ý mua nhà với mục đích bán kiếm lời. Để tránh bị phát hiện, Thanh bảo chị M chuyển tiền mua nhà qua tài khoản của một người tên là Thắm. Cáo trạng xác định, từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến ngày 26 tháng 10 năm 2022, Vũ Thị Thanh đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng hơn 35 tỷ đồng của chị M dưới hình thức mua các căn hộ. Sau khi tài khoản của chị Thắm nhận được tiền, Thanh bảo chị này chuyển các khoản tiền vào tài khoản ngân hàng của Thanh. Toàn bộ số tiền lừa đảo chiếm đoạt được của chị M, Thanh dùng vào các mục đích khác nhau. Trong đó, Vũ Thị Thanh chuyển 21 tỷ đồng cho bị can Ngô Văn Quyền, khi đó là giám đốc của một công ty xây dựng, để góp vốn đầu tư kinh doanh mua máy xay nghiền đá. Tại khu đô thị Nam An Khánh, ở huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, dù đã triển khai được hơn một thập kỷ, nhưng những căn biệt thự tại khu đô thị này vẫn chưa được hoàn thiện, đang có dấu hiệu là ngày càng bị cỏ mọc, bao vây ung tùm. Tầng hầm có những nơi bỗng chốc hóa thành ao cá khi mà Hà Nội có những đợt mưa kéo dài. Khu đô thị Nam An Khánh, huyện Hoài Đức có quy mô 280 hectare do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Khu đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà, Sudico làm chủ đầu tư. Dự án được cấp phép vào năm 2004 và dự kiến hoàn thiện vào năm 2009. Tuy nhiên, từ đó đến nay vẫn chưa có dấu hiệu được hoàn thiện. Hiện một phần diện tích được chuyển cho nhà đầu tư thứ cấp triển khai và đã được sử dụng. Ghi nhận của phóng viên VTC, chúng tôi hiện tại có mặt tại hiện trường là hàng loạt những căn biệt thự liền kề, mặt phố đã được hoàn thành vẫn bị bỏ hoang. Người dân thì tận dụng để làm những cái vị trí có thể là trồng rau, nuôi cá, nuôi gà hoặc là làm nhiều những cái công việc khác. Tại khu vực này là những cái căn biệt thự liền kề thì phải tìm kiếm kỹ lưỡng và nhìn kỹ thì chúng tôi mới phát hiện được một căn nhà đang có dấu hiệu là được hoàn thiện rồi và có những người sinh sống phía bên trong. Còn những cái căn nhà khu biệt thự liền kề xung quanh thì gần như là bỏ hoang và không có dấu hiệu là đang được tiếp tục thi công. Và phía bên này cũng vậy, cách đó khoảng đâu đó hơn 20 nhà liền kề thì chúng tôi mới thấy được một căn nhà cũng có dấu hiệu là đã được thi công hoàn thiện và có người ở phía bên trong với nhiều xe và ô tô đậu phía bên ngoài. Còn lại cả một dãy này thì không có quá nhiều những cái sự phát hiện về việc có người đang sinh sống tại đây và có những căn biệt thự được hoàn thiện. Phía bên trong những căn biệt thự như thế này thì gần như mọi thứ đã được bỏ hoang, chỉ là những cái móng nhà và những cái bức tường được xây dựng lên như thế này thưa quý vị. Căn nhà này được thiết kế với 3 tầng và thời điểm hiện tại thì như chúng tôi quan sát, đây là cái điểm mà sẽ xây cầu thang và cũng chưa có bất kỳ một cái nền móng cầu thang nào ở trong khu vực này. Và cũng không thể lên được tầng 2, tầng 3, những cái tầng mà đang bỏ dở. Còn phía này thì ở dưới là những cái nền cát cũng rất lâu rồi chưa được thi công. Các bức tường thì mặc dù là nhìn vẫn còn rất chắc chắn, nhưng cũng đã rất nhiều thời gian rồi chưa được thi công. Phía bên này cũng vậy, đang quây tôn rất là kín ở khu vực phía sau. Đây là những cái đường điện chờ và khu vực phía bên trên thì cũng có những cái thanh thép sắt chờ để có thể là tạo ra được những cái đường đi lối lại phía bên trên bằng đường cầu thang. Đây cũng vậy, đây là cái đường ống nước để chờ khi mà có chủ đầu tư mua căn hộ này, mua căn biệt thự liền kề này thì sẽ bắt đầu thi công những cái đường điện, đường nước. Đây là thực trạng chung khi ngoài những căn hộ bỏ không và không có mái tôn quây thì có những căn
biệt thự liền kề như thế này đã có được cái việc là quay tôn lại, tạo thành cửa tôn và sử dụng khóa để khóa lại. Có lẽ là những cái căn hộ này là những căn hộ, những biệt thự đã được có chủ sở hữu. Theo nhiều người dân tại đây thì khu đô thị này cũng đã bị bỏ hoang nhiều năm rồi và nhìn rất lãng phí. Tuy nhiên thì cũng có những người, tuy nhiên thì môi giới bất động sản tại đây thì cho biết giá những cái căn biệt thự bỏ hoang cũng dao động từ 30 đến 45 tỷ đồng tùy căn. Tôi đang quan sát được thì tại khu vực này có rất nhiều những cột sắt thép chờ, những cái móng đã được dựng lên, rất nhiều những cái cột cũng như thể là những cái mái đổ bê tông phía trên thì đã có dấu hiệu tương đối là cũ, và cùng với đó là mọc rêu, mọc mốc xung quanh những cái căn nhà dựng thô sơ như thế này. Và cũng trong nhiều năm qua thì những căn nhà này cứ đứng ở cái vị trí này như vậy. Những cái móng sắt như thế này thì cũng có thể là quan sát được một cách rõ ràng. Qua từng đấy thời gian khoảng 10 năm trời thì cũng đã có dấu hiệu hoen gì đi rất là nhiều. Phía bên trong sâu hơn này thì đó là những căn biệt thự đã có dấu hiệu của việc cỏ cây mọc tùm, rất nhiều các loại cây cỏ dại mọc tùm tại đây. Và ngoài cái việc quây tôn kín mít như thế này thì cũng có rất là nhiều cái biển bảng là giao bán nhà như thế này. Tôi tiếp tục đi sâu vào khu vực ở phía bên trong thì có rất nhiều những các loại cây cối, những các loại cây dại đã được mọc tại đây. Đây là một dãy nhà mà cỏ cây mọc tùm và không hề có dấu hiệu của có người đang tiếp tục thi công và sinh sống tại đây. Gần như những ngôi nhà này là những ngôi nhà hoang, đã nhiều năm không có ai tới đây để sinh sống và tiếp tục hoàn thiện công trình. Tôi sẽ tiếp tục di chuyển vào khu vực phía bên gần hơn thì bên trong gần như là rất là tối và nhiều cỏ cây. Có lẽ là do chủ công trình và chủ đầu tư đã bịt kín để có thể chờ tiếp tục thi công những cái công trình như thế này. Đây là một lối mòn vào khu vực ở phía bên trong. Rất nhiều những cái loại cây, không biết là những cái loại cây gì đã mọc lên đây. Nó rất là cao rồi. Và những cái loại cây này thì cũng không phải là mới mọc, mà có lẽ là mọc phải cách đây nhiều năm thì mới có thể là cao lớn như vậy. Những cái loại cỏ cây như thế này thì chắc chắn là không phải là người dân trồng để có mục đích gì khác, mà là những cái loại cây được mọc dại. Cũng vậy thưa quý vị, mặc dù là có những cái dấu hiệu là hoàn thiện cái căn nhà này, tuy nhiên thì hoàn thiện xong thì cũng chỉ để đấy, và cây cỏ mà thì vẫn mọc dại, cửa kính và tất cả mọi thứ thì vẫn còn giữ nguyên và chưa có dấu hiệu được bàn giao cho bất kỳ ai. Thế là các cô vẫn là được thuê để làm các cái dọn dẹp các cây cỏ cây đấy. Cây này các cô nhận ở cái cây này người ta bàn giao cho thì các cô mới làm, còn các cái như đây là người ta phải thuê người cắt cỏ. À, tức là cô, các cô chỉ làm những cái loại cây to ở bên ngoài, còn ở bên trong các cái khu đô thị này là cô làm ở đây được mấy năm rồi? 7-8 năm. Thì cái khu vực ở trong này nó vẫn cứ để nguyên nhỉ, nó chưa xây, chưa bàn giao được cho ai. Đây là nhiều chủ mới rồi, cái này chưa về ở. Cái cây cỏ, cái loại cây ở bên trong các cái nhà dạng nhà như thế này, các chủ người ta mua rồi, nhưng là thỉnh thoảng người ta mới thuê, thỉnh thoảng người ta mới thuê dọn. Nhưng mà đa phần là ở đây đại đa số là đồ của chủ hết rồi, chủ chưa bị ở. Hiện tại thì giá giao bán của mỗi căn biệt thự liền kề tại đây thì có giá hàng chục tỷ đồng. Với số tiền đó thì những cái dự án bất động sản này thì cũng chưa biết là lúc nào thì có thể là bán được. Cũng vẫn có những cái căn đã giao bán, nhưng mà có lẽ là cũng có những cái căn đã treo biển giao bán nhưng có lẽ là vẫn chưa bán được ở thời điểm hiện tại, khi mà khu đô thị này còn bị bỏ hoang rất là nhiều.